Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hạ Long đã diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC, gọi tắt là APEC 3. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu khai mạc. Tham dự phiên khai mạc về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và 150 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC. Phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 3 Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sau hơn 2 năm cả thế giới phải đối mặt với đại dịch COVID-19, đây là kỳ họp đầu tiên của các thành viên APEC được tổ chức trực tiếp. Điều này là minh chứng cho thấy các nền kinh tế APEC cũng như toàn thế giới đã khống chế thành công dịch bệnh và từng bước phục hồi nền kinh tế thế giới. Chủ tịch nước cũng mong muốn thông qua kỳ họp lần này, các thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC sẽ thảo luận và đưa ra nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế, góp phần nối lại chuỗi cung ứng toàn cầu. Với tư cách là thành viên APEC, Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các thành viên APEC để hiện thực hóa tầm nhìn APEC đến năm 2040. Trong đó trọng tâm là đẩy mạnh các trụ cột hợp tác nền tảng của APEC về thương mại và đầu tư mở và tự do, liên kết kinh tế khu vực, kết nối toàn diện, hợp tác kinh tế kỹ thuật. Cùng với các động lực mới về đổi mới sáng tạo, quá trình số hóa và chuyển đổi số, tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, an toàn, bền vững và bao trùm. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong quý 2 năm nay, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,72% so với cùng kỳ các năm trước, cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Các cân đối vĩ mô được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát. Đây là những tín hiệu rất tích cực đối với bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2022 và những năm tiếp theo. Việt Nam cũng nằm trong số 20 quốc gia có quy mô thương mại và thu hút vốn FDI lớn nhất thế giới, đồng thời là thành viên của hàng loạt các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam có thể hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới và cũng là cơ hội để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Chủ tịch nước cũng kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư của các nền kinh tế APEC quan tâm tìm hiểu, đầu tư nhiều hơn nữa và cùng với Việt Nam thành công. Việt Nam đang phấn đấu nhóm đầu trong ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh và tiến tới tiêu chuẩn OECD. Đó là những cơ hội thuận lợi để chúng tôi mở rộng vòng tay, chào đón và khuyến khích các doanh nghiệp APEC đến với Việt Nam để hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển, lớn mạnh. Nói về địa điểm đăng cai tổ chức APEC 3 tại Quảng Ninh lần này, Chủ tịch nước cũng khẳng định đây là địa phương đi đầu Việt Nam trong phát triển với những cảnh quan đặc sắc, chờ đón các thành viên APEC, các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham quan để cảm nhận về vẻ đẹp thiên nhiên, sự phát triển kinh tế, cũng như lòng mến khách của đất nước Việt Nam. Bên ngoài cửa phòng hội nghị là phong cảnh Vịnh Hạ Long tuyệt đẹp, đang chờ đón sự tham quan, khám phá của quý vị để có thêm hiểu về Việt Nam, thêm gần với Việt Nam, đối tác tin cậy, tiềm năng và chúng ta cùng phát triển. Như quý vị đã biết, Quảng Ninh là một tỉnh phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, đặc biệt môi trường sạch gần như Singapore. Quảng Ninh và Việt Nam chờ đón các bạn vào đầu tư, làm ăn, cùng có lợi. Thảo luận tại phiên khai mạc, các thành viên APEC đã tập trung vào một số vấn đề liên quan đến các thách thức mà các nền kinh tế thành viên phải đối mặt hiện nay, như tình trạng lạm phát leo thang tại các nền kinh tế lớn, cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong khối doanh nghiệp tư nhân APEC, cùng nhau tìm cách phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối lại các chuỗi cung ứng và hướng tới phát triển sáng tạo bền vững, bao trùm trong khu vực. Các nội dung được thảo luận thống nhất tại APEC 3 lần này sẽ được gửi tới các nhà lãnh đạo APEC tại hội nghị cấp cao APEC sẽ được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 11 năm nay.